Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube chính thức của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa có văn bản về công trình nhà ở tại địa chỉ số 22, ngách 236 trên 17, Khương Đình, phường Hà Đình, Thanh Xuân, có dấu hiệu không đảm bảo an toàn, theo đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội giao Ủy ban Nhân dân quận Thanh Xuân ngừng sử dụng tòa chung cư mini phải chống nạn, đồng thời khoanh vùng nguy hiểm di chuyển người và tài sản để đảm bảo an toàn. Theo chỉ đạo, quận Thanh Xuân phải có trách nhiệm hỗ trợ bố trí chỗ ở tạm, đảm bảo ổn định cuộc sống cho các hộ dân trong thời gian di dời. Quá trình quản lý hiện trường, đơn vị liên quan phải theo dõi, quan trắc nhằm phát hiện cảnh báo và xử lý kịp thời những tình huống bất lợi có thể gây mất an toàn cho công trình và các công trình lân cận. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội lưu ý quận Thanh Xuân ra soát lại hồ sơ khảo sát, thiết kế, quản lý, cấp phép và thi công xây dựng công trình chung cư mini số 22 ngách 236 trên 17 Khương Đình. Ngoài ra, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu quận Thanh Xuân xác định rõ nguyên nhân sự cố, xử lý trách nhiệm của các tổ chức cá nhân có liên quan đến chung cư mini số 22 ngách 236 trên 17 Khương Đình bị nứt cột. Theo văn bản, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cũng yêu cầu Sở Xây dựng ra soát toàn bộ thành phố về loại hình nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ. Qua đó đánh giá, phân tích kỹ, tính chất pháp lý, việc quản lý đất đai đầu tư xây dựng, xử lý dứt điểm các công trình có vi phạm trật tự xây dựng, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền, xử lý vi phạm về phòng cháy, chữa cháy. Sau khi gần 60 hộ dân ở chung cư mini di dời, phường Hà Đình khuyến cáo đây là công trình nguy hiểm. Chung cư mini này có khoảng 60 căn hộ, đã được chủ đầu tư bán cho các hộ dân, và sử dụng từ năm 2017 đến nay. Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Hồng Phong, trưởng ban quản lý tòa chung cư mini 22, ngách 236 trên 17 Khương Đình cho biết, hai cột giữa tòa nhà bị nứt vỡ, mất khả năng chịu lực. Ngoài ra, bốn cột quanh nhà cùng dầm chịu lực cũng bị ảnh hưởng. Theo ông Nguyễn Hồng Phong, so với bản thiết kế, phần chịu lực của tòa nhà bị khuyết một thanh dầm ra thang máy. Ngoài ra, tiết diện của cột chống nhà nhỏ hơn so với bản thiết kế chia sẻ với các hộ dân, trưởng ban quản lý tòa chung cư mini này cho biết, dự kiến mức chi phí sửa chữa sự cố có thể lên đến 4 đến 5 tỷ đồng. Ông Nguyễn Hồng Phong cho biết, sau khi thẩm định, quá trình gia cố phần chịu lực của tòa chung cư mini cũng phải mất nhiều tháng mới hoàn thành. Tại buổi làm việc, nhiều cư dân ở tòa nhà bức xúc đặt câu hỏi về trách nhiệm của chủ đầu tư khi thi công xây dựng tòa nhà sai thiết kế ảnh hưởng đến quyền lợi cuộc sống của hàng chục hộ dân. Theo những người này, Việc thiết kế xây dựng không đảm bảo kết cấu chịu lực thì chủ đầu tư sẽ phải là người chịu hoàn toàn trách nhiệm. Quận Thanh Xuân cũng đã yêu cầu đơn vị liên quan đến tòa nhà thuê đơn vị thi công đủ năng lực điều kiện để tổ chức sửa chữa gia cố công trình theo quy định, đảm bảo an toàn sử dụng. Quá trình sửa chữa gia cố phải có biện pháp đảm bảo an toàn cho người và công trình. Sau khi sửa chữa gia cố công trình phải được đơn vị kiểm định và các cơ quan liên quan đánh giá đảm bảo an toàn theo quy định mới tiếp tục đưa vào sử dụng ủy ban nhân dân phường khương định có trách nhiệm giám sát việc thực hiện các công việc nêu trên